Thưa cha, con là Nguyễn Thị Nhị ở ở Bắc, ở giáo sư Bà Làng. Con nhà con bị hôi u trong tý xương được một năm rồi, mà bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức ạ có giới thiệu là đi mổ, nhưng mà con sợ là mổ là bị ảnh hưởng đến tính mạng. Thì con nghe cái đài của cha thì con muốn là vào Cha Long mổ cho. Thế là con vào. Con vào thì mới có một lần thôi, cách đây một tuần rồi, một lần. Thì con nhà con nó được ơn, nó đứng dậy, nó đi được. Thế là con mới vào lần thứ hai là hôm qua. Con kể con của con nó bị sao? Con tên gì? Con tên là Huy Tùng. Con bao nhiêu tuổi? Con 13. Học lớp mấy? Học lớp 7. Rồi con bị bệnh gì? Con bị hôi u trong tý xương. Rồi khu trong tủy xương rồi, con có đi đứng được không? Không. Rồi con bị bao nhiêu năm như vậy? Một năm. Thưa cha, con bị một năm. Rồi con được Chúa chữa lành từ bao giờ, như thế nào? Mới được một tuần. Hôm nay con vào. Con kể cái chuyện của con như thế nào? Con nhà con nó bị đá bóng một năm, là nó bị nứt xương. Rồi nó bị hối u trong tỷ xương cách đây một năm. Thì là ở bệnh viện Việt Đức á, Hà Nội á, là có giới thiệu con là đi mổ. Thì con sợ mổ là bị ảnh hưởng đến tính mạng. Thế là con nghe được cái đài của cha thì con cứ là vào Cha Long mổ cho. Thế là con vào. Con vào thì được có con nghỉ được công ty là một tuần, mà con ở trong cha là 3 ngày. Thế là con nhà con đứng dậy đi được. Thế là con ở nhà con ấy, bắt con là đi Hà Nội để kiểm tra lại. Nhưng mà con đi trộm vào cha luôn, mới vào hôm qua. Thế là hồi sáng nay á, là con có đi bệnh viện hôi u để con khám. Thì là giấy trắng, không có cái gì hết. Thế là con chạy lên đây con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con cảm ơn vì con là... Thế chị em, đây là 2 tập hồ sơ còn sốt sồn sột. Chị mới nhận là cách đây một tuần thì cái hồ sơ là... Đây là con vừa về đây ạ, con vừa bệnh viện vừa về. Vâng, cái tờ giấy bên tay giấy trắng á, dưới cao lên chị, dưới cao lên, dưới cao lên. Dưới cao lên. Đây là cái hồ sơ trước khi mà khám, trước khi khỏi là còn đang bị bệnh. Vâng, và đây là cái hồ sơ là chị mới... Thưa cha, cái con mới đi khám hồi 5 giờ sáng nay. Mà 3 giờ chiều con phải chạy về đây. Thế là con làm bằng chứng cho cha và cho Chúa. Con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn. Thì con nhà con nó là giúp lễ. Con muốn là Chúa xin ban cho con nhà con khỏi bệnh, để nó về nó giúp bàn thờ của Chúa. Mới con có đi tu không? Thưa cha, Chúa gọi thì con đi. Nói này thì còn ai dám nói gì nữa. Thưa cha, Chúa gọi thì con đi. Đây, cha tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con. Con mừng quá, con mua 4 cây đài, con về con tặng. Thế là con tặng tuần trước rồi. Thì bây giờ con về lần 2 đấy. Để con cảm ơn. Con có tấm lòng. À, con có tí quà. Con có tí quà để tặng cho người nghèo. Nghèo hơn con. Rồi, cảm ơn mẹ con của con. Xin rồi. Rồi xin mời bà.